Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình bắt đầu mở hàng chuyến đầu tiên đây. Chuyến đi nội tỉnh thôi chứ không phải ra ngoại tỉnh. Mình có mấy chuyến ra ngoại tỉnh nhưng mà không dám đi, bởi chấp hành chỉ thị 16. Mà xe biển vàng mình ra ngoại tỉnh là các anh ấy lại hỏi thăm mình chết. Mình không dám đi. Thì cũng hy vọng là trong tỉnh kẹo kẹt một tí để có thêm cái tiền bảo dưỡng xe. Bắt đầu trên đường đi đón khách. Khách hẹn mình đón lúc 9:30. Đây toàn cảnh trong xe của mình chưa đón được khách. Các bạn ơi, quán bún vịt làng ở trong này ăn rất là ngon nhé. Làng văn hóa du lịch Bản Tùy này. Các bạn đang có ý định anh em mình tập trung một chuyến ở đây, ở nhà hàng này, bún vịt làng, chuyên các món về vịt. Mình đi quan sát một vòng quán nhà cô ấy. Đây, view bún vịt làng. Cái này sen đã hết mùa sen rồi. Mùa sen này đẹp chứ, mỗi lần một đấy này, mỗi bàn một đấy. Chỗ này 10 người ăn nhỉ? Đấy, chung người thoải mái. Ví dụ tầm 2 mâm. 2 mâm. Mình gọi là 2 mâm vào đặt cơn suất. Ừ. Bên đấy thì mình qua đây tí rẽ tay trái vào. Bên đấy chưa được vào bao giờ, ở bên kia đồng cả. Bên đấy lều. Làm lều luôn. Yeah. Cũng lều dài đằng đặc này. Nhưng bây giờ không thấy rồi. Bởi vì trồng cái sen này không phải đơn giản. Nữa. Một năm một mùa đó, một vụ. Không chăm được là không đâu. Không đơn giản, chỉ việc vứt xuống thôi chứ. Ai bảo? Ôi, vẫn phải bón đấy. Thế yeah. Sen này không đơn giản đâu. Đây là các đài sen này, sen già thế này. Đấy. Các cái kia là về hạt là bóp. Bên kia mà không thấy hái nhỉ? Thu hoạch được rồi. Chỗ khô này là hạt sen đây chứ. Nhưng mà giống của nó sẽ là như nào? Cái hạt kia nó lại mọc lên tiếp à? Không, cái họ vẫn phải mua như nào. Thế nào? Cái củ sen này nhá, trồng bao nhiêu năm với cái củ sen này nó như cái củ sắn. Dài nhá, là đặc sản luôn. Cái củ bên củ dưới gốc này. Củ dưới gốc này. Ờ. Đi về nó cứ đồn đuốn này nè. Tôi lại chưa được thử. Chưa được thử cái món sen này. Đấy. View này rất là đẹp. View chỗ này đẹp, mát. Đấy, đứng ngoài này nóng. Một mâm đủ hết món 7 món vịt. 7 món vịt triệu mâm không? Thế thôi. Triệu mâm. Chính nói thực tế ra là rượu nhiều hơn đấy. Nếu mà rượu mình mà thì xác định nhà đi uống thì nó đảm bảo. Xác định đi uống rượu. Uống rượu nhà thì nó ấy hơn. Chính một mâm đó mấy trăm nghìn tiền rượu. Phải không? Phải không? Cứ mỗi ông tính rẻ mỗi ông nửa lít thôi. Ông nào cũng mút khoảng nửa lít với nửa lít với một lít thì bao nhiêu cho đủ. Đấy, tính rẻ là nửa lít thôi nha. Wow, quá lý tưởng. Đẹp mà, view chỗ này đẹp. View chỗ này cực đẹp luôn đấy. Mát. Nhưng mà chỗ này hơi nóng này. Chỗ này tôn nên chỗ này tôn hơi nóng. Chỗ này thì hành lang này cũng làm tiếp. Bên trên là một cái mái cọ. Trên là mái cọ. Nhỉ? Yeah. Trên mái cọ cho đưa không làm cái mái. Yeah. Không, đừng thế thì trong này lại bị tối. Vẫn thong lòng kìa này, vẫn để hở kìa này, cắt cái này đi cho gọn. Cắt cái này đi. À cắt xuống thì đúng rồi. Đã làm thế thì cắt chỗ này cho gọn. Cắt chỗ này để cổng đi thôi. Để lấy cổng đi thôi. Này thì nó tua thì nó. Đấy, nó làm đẹp hết rồi. Nó sơ sát cái bắn trước này làm sao bụi được. Quá tuyệt vời luôn. Làm sao bụi được. Chính làm cái mô hình mà quán hàng ăn mà kinh doanh tốt là thu nhập tương đối là ổn định. Nếu muốn thì làm trong này vẫn là đông đấy. Quán nhà cô cũng làm ngon mà. Ngày xưa đấy, trên bên trên. Con nổi tiếng luôn đấy. Ngày xưa bên trên này lúc mới đầu này. Tôi thấy giá cô cũng hợp lý mà. Giá cũng hợp lý chứ có không. Sợi bún. Sợi bún là bún. Mà
Vịt thì cũng là vịt ngon, vịt chuẩn, chứ không phải vịt trang trọng, vịt vịt đấy kia. Ăn ăn miếng thịt nó cũng khác. Quan sát cả vườn sen, duy nhất có một bông đẹp nhất. Đẹp nhất. Mỗi năm chỉ có một vụ sen thôi nhỉ. Sướng chưa này. Con này sinh tồn. Nó bắt cá chê này mẹ nó ăn nó ừ. Bây giờ qua nghiên cứu thì mới biết được. Con người dân mình mới hiểu là cá từ mồ mả ấy. Mổ giúp mồ cũng mả rồi ở dưới bùn ấy. Ở cái khu này là thường riêng là mọi người hay vứt đồ ăn xuống, cho nên nó tập trung khu này nhiều này. Đàn cá to. Bây giờ câu dạ, làm nào bắt được nó. Loại này câu bắt sẵn luôn. Chỉ thả câu thứ vào đầu con nào bắt thả bắt xuống đấy. Làm món canh cá chê. Mua có 15.000 một cân. Cá rô 15.000. Rẻ nhỉ. Sống nguyên quẩy. Món gạn ao ấy. Ừ. Cuối tuần này thứ bảy này. Nhà tôi ăn cua quanh năm. Và già vào sướng cái cua đấy vào. Riêng về cá, về cua, ốc, hến thì là tôi chỉ ăn buổi trưa thôi. Chứ không ăn mẹ. Không ăn buổi tối. Tôi thì kiêng thịt dúi. Mẹ. Mà thịt dúi ngon phết đấy. Thịt dúi bảo là tiết dúi và chữa được cái gì bệnh cam à? Chảy máu cam. Đấy người ta đồn. Chứ mình chưa được thử chưa biết được. Ai dạ? Ai dạ? Ai đấy? Ai dạ? Đây, đây là toàn cảnh xung quanh của quán bún vịt làng. Còn thì vào trong làng này ăn nhiều món ấy, ở nhà toàn là cái bắp bi không ạ? Ừ. Thịt tiếc các thứ xong rồi là thái tiếc xong bắp bi bắp biếc lấy cái lá ngõa non nhỉ, gói vào đồ lên. Ừ, ngon à, ăn vậy ngon. Mỗi người hay thế. Thường thường là ủa con kia to nhỉ? Con này tôi nói ông 5 cân không hết. Thậm chí chắc phải hơn 3 cân thôi. Hơn 3 cân thôi chứ không đến 5 cân. Còn lắm mình ạ. Này. Thường thường là cá chê là nó hay rúc bùn ở dưới á. Nhưng đây là nó được ăn thường xuyên các cái đồ ăn thừa. Nên là nó lên đớp liên tục. Bây giờ mình thò chân xuống thì nó đớp không? Cá chim ấy, cá chim rất là giống. Cá chim kinh. Cô bác. Gần. Lại gần cô. Chắc là để ra cốp thôi. Mãi giờ cũng đến đây rồi. Và biết làm sao được. Thế này phải đề nghị Vina với Viettel lắp một trạm ở đây. Nhưng nếu mà lắp một trạm ở đỉnh đồi có phải bao quát được hết không nhỉ? Trạm mà làm cao quá rồi. Đang ấy có khi cồn ruột lại còn sốt ruột đấy. Acid. Thì 8:30 mới ăn xong thì chắc không chưa đến nỗi. Và may cô ấy còn bảo dừng ở đây, nếu không thì vất lùi mà căng từ ngoài kia trong kia đi ra
cũng là anh em trong nhà. Mẹ đẻ chị ạ. Và... Mẹ đẻ ở đây mà. Và... Người ở đây. Và... Nói chung là bà sướng. Thế bà sinh được mấy chị? Cái cả có 6 anh chị. Toàn nữ hay là? 2 nam, 4 nữ. Và... Mỗi mình thì lấy chồng hay sao? Thật, thật. Vào đây quay đầu thoải mái. Thế à? Thế đấy. Thế rồi. Câu này á. Câu tin quay được. Thế á? Thế thấy cô bảo không có sóng, bỏ con điện đâu không có sóng. Thế phải chịu bó tay rồi. Bây giờ lên lên bờ ao rồi may ra vượt thì có. À. Đứng ở chỗ nào lâu lâu. Ông đã tính hết rồi. Không có sóng. Ông đã tính hết rồi. Chỗ này quay thoải mái luôn. Xe đang nhấc còn lên tận nhà sàn mà. Thế à? Thế là cô... Đâu, quay luôn đây luôn. Cô ấy bảo là trên kia thì nó cái góc nó hẹp. Góc xe của ông nhá, cái đoạn cầu dễ vào ấy. Thì tôi phải hai đò. Đấy, ông một đò phát là vào trong. Nhưng tí chỗ này là mình ra trước, nếu mà lùi được thì mình vào. Ô được, chỗ này được. Ôi dồi ôi, mẹ câu ti vào đây được. Chỗ này được. Xe còn đánh được, cầm sàn cho một con lăng, con yếu thì tôi không đánh lên. Kia ở ngã ba trên này. Được, được. Tí nữa mình ra lấy xe vào. Đất rồi đi bộ. Đi chỗ này đi cho nó tỉnh rượu. Chỗ này câu đi quay được. Được, thoải mái. Đi bộ một đoạn cho nó tỉnh. Chỗ này, chỗ này được à? Ờ. Trên này xe. Bây giờ đang ấy, đã tí nữa ấy xong. Để ngoài kia cho yên tâm. Vâng chưa? Đâu có đánh lên. Quá thoải mái. Tớ này ông có vào nhà gì tỉnh không? Tớ này ông có đi nhà gì tỉnh không? Nhà được cái nhà sàn đẹp kìa. Ông đi à? Quá đẹp luôn. Đợi đầu bếp làm quan đó. Cao cấp. Thế à? Này có món gì? Trong này hay có món gì đặc biệt không cô? Cũng người Tây ngoài mình thôi. À. Các bạn nhìn này. Trước là có cánh đồng kìa. Đầu xa trên mỏm đất nhá. Đấy là cái lối vào của Bà Piu đấy. Hôm nay đi vào ăn 7 tháng của gia đình. Chúng tôi đang ngồi ở dưới bờ ao. Dưới bờ ao. Đây gia đình có cái ao này. Đó. Ao thích lắm. Cá đang lên đớp này. Các bạn nhìn, đớp này, các bạn nhìn là đốm đốm này, mình zoom sát lại các bạn nhìn, món chả, món này là chả lá lốt à? Ăn rất là ngon. Chả cá. Không chả không phải lợn. Chả thịt lợn chắc là bò viên nữa. Nhưng quần lá lốt à? Ăn thơm á. Các bạn ăn món thứ hai. Món này món nộm này. Món nộm này ăn ngon lắm nhé. Bác ăn ngoài miệng ăn. Nếu không có nó.